Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người là một cái đầu máy đuôi tôm mà mình mới vừa làm xong cho mọi người xem. Đó, đây là một cái máy Cumin K50 1600 mã lực. Đây mình sẽ quay cận cảnh chi tiết cho anh em coi. Đây chỉ là cái đầu máy giả thôi nghe anh em, mình chỉ mô phỏng mô hình thôi chứ mình làm cho nó kiểu như là cho nó đẹp với cho nó ngầu thôi, chứ nếu mà gọi là mô hình mà giống 100% thì nó không phải giống à, chỉ là mô phỏng nhẹ nhẹ xương xương rồi thôi cho nó nhìn nó đẹp mắt. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô cái phần chi tiết cho anh em coi. Đây là hai cái này là hai cái lược gió nha, hai cái lược gió của cái Cumin này, là cái chụp bô nè, đó cái chụp bô lửa này, là chụp bô gió, nắp cò nè anh em, ở chính giữa này là cái con heo dầu nè, cái này là 8 máy nha, V8 anh em thấy ngầu không. Cái máy này là mình làm 2 ngày, làm sơn luôn là 2 ngày. Đây là cái thùng nước trộn nè, thùng nước ngọt để chạy cho mát máy với chống lấy nước ở ngoài sông vô, đừng nếu mà lấy nước thẳng ở ngoài sông vô thì nó mau hư semi này, chạy dùng nước mặn bây giờ phải có bình nước ngọt bảo vệ máy mới được. Cà lắc khó chịu quá ta. Còn ở ngoài trước này là cái đầu máy. Đó, đây là toàn cảnh của cái máy nha anh em. Cái máy này là K50, Cumin K50 1600 mã lực, chạy hộp số 7 tua, chuyên dịch 2m8. Đây là hộp số 7 tua. Đây là gạch băng, cái này là bằng sắt nha. Cái dàn NC này là bằng sắt. Bằng sắt mình hàng thao nha các bạn. Đó, mọi người có làm thì mình nhìn theo mình làm được. Lấy cái ống sắt bờ ly mình cắt ra, kẻ hai ga sẽ thành V. V rồi sẽ cắt sườn rồi đem ra ngoài thợ chỉ cho thợ hàng. Đây là cái lực nhớt nè. Đó, giữ chưa. Con này là cái bơm nhớt nè. Bơm nhớt hút nhớt ở trong máy vô đi qua lượt, rồi qua lượt mới đi vô máy nè. Đó, ống nhớt nè các bạn. Còn ống này sẽ đi lên trên chụp bô. Đừng mà làm bôi trơn cho cái chụp bô. Bôi trơn xong rồi sẽ đi vô máy, đi xuống cặt te. Đây là nắp cò nè, heo dầu, ống dầu sẽ đi qua đầu bét nè. Đó. Này là ống nước máy nha các bạn. Đây để quay cái đầu ống nước máy bình nước trộn đây. Đó. Đây là cái bơm trộn nè. Hút nước ở dưới này bơm qua rồi bơm vô máy rồi đi vòng vòng hoài đó các bạn. Giải nhiệt cho cái máy nó mát. Không. Cái này là xương hàng gió. Cái máy này không có cốc đời nha các bạn. Máy xịn bởi vì lăn bánh chớn, lăn chuyên dịch là chạy luôn rồi, khỏi cần cốc đời. Anh em thấy hai cái chụp bô ngầu không? Máy nó lắc hoài khó quay quá. Hôm nay mới được lên thành đó, mình làm bữa giờ mà không có thời gian để quay. Bữa nay mình chỉ quay cái đầu máy thôi nha, rồi khi nào mà mình gáp vô trong cái vỏ lãi tàu rồi mình sẽ quay tiếp cho anh em xem. Đây là cái chuyên dịch nhôm mà mình sơn lại là sơn lại màu giả thau, rồi chút xíu nữa mình sẽ đem xuống nước test thử cho anh em coi thử cái chuyên dịch này 4 cách.
đây là ống tiếp inox nè. Cái này nữa sẽ mua man ý gắn vô, này chỉ làm đỡ thôi. Ở đây sẽ còn một cái liệt nước nữa nhưng mà chắc mình không có làm đâu, liệt nước với cái búp sen nữa mà chắc mình không có làm rồi, để gì cho nó gọn chạy cho nó mướt không có bị cản nước lại. Chứ cái đầu máy này cũng nặng rồi, nó không có nhõng láp lên đâu, khỏi cần làm liệt nước làm chi. Đó, mình quay cho anh em chiêm ngưỡng đầu máy này là mình làm bằng tay nha, làm thủ công. Ở bên đây là có chỗ thăm nhớt nè, chỗ này là cái chỗ thăm nhớt nha anh em, chỗ này mở ra để kiểm tra cốt nè, chạy như cốt mở ra coi cốt coi nó có bị sập gì không. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gáp ổ điện vô và đem ra xuống nước thử cho anh em xem chơi. Em bây giờ mình đã câu điện xong hết trơn rồi, để tiết kiệm thời gian thì cái khúc câu điện mình sẽ không quay, nó cũng hơi bùi nhùi một chút xíu anh em ơi, tại vì mình làm đỡ đừng thí nghiệm cho anh em coi chơi thôi. Đó, đây là cái chân vịt nha, mình sẽ đúc xuống dưới nước như thế và coi nó đủ nước để chạy không. Còn cái này là cái đầu máy, bây giờ mình sẽ tiến hành chạy coi cái lực nó mạnh không các bạn. Đừng mà mình biết mình làm cái gói đội ở chỗ cho cái vỏ lãi nó cứng hơn, chứ yếu quá thì có thể giặt ba cái máy xuống sông luôn à. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu test cho anh em coi chơi nè. Rồi bây giờ mình sẽ test cái máy cho anh em coi nè. Bây giờ mình sẽ tới nè. Rồi, đang chạy tới nè các bạn. Mình sẽ chạy lên ga từ từ. Đó, cái này là hết ga đó các bạn. Khá là mạnh đó. Nó rất là mạnh nha các bạn. Giờ mình sẽ ve. Cho một miếng nước vô trong cái SC. Rồi giờ mình sẽ ve đây. Mình sẽ đưa ở trên nhà mình sẽ lên ga hết cái bờ nhặn xuống nước nè. Rất là đã các bạn. Mình sẽ ve đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục quay toàn cảnh cái máy cho anh em coi. Anh em dầm cái máy nè, chạy lên luôn nè. Kinh khủng quá, bây giờ mình sẽ làm tiếp cái trò này nữa. Cắm cái đầu láp xuống các bạn. Nặng quá, cầm không nổi. Mình không chỉnh cái đầu máy ra nữa, nó chạy luôn. Thank you.
Rồi bây giờ mình sẽ quay cái hướng máy nằm ở trên nhìn xuống nè. Anh em thấy hay nhớ like và ủng hộ cho Hoàng Thanh nha. Đó, đây là cái đầu máy mà mình mới vừa làm xong rồi, là hôm nay mình sẽ test đã test cho anh em coi đó. Thì chạy là thấy nó rất là mạnh các bạn ơi. Chắc giờ nữa mình làm cái sạp của chiếc vỏ lãi phải cứng mới được, để không thôi nó đẩy là bay cái máy xuống sông luôn á. Mình lấy hai cái vò kẹp lại nè. Chứ không thì nó sẽ bay lên luôn. Hai vò kẹp lại muốn đau luôn á. Ây da. Chơi đầu ướt luôn, phải chơi đi hồi mình lao luôn chứ sao giờ đỡ rồi. À điện nè, tôi bơm nước rồi, nó nằm dưới nước hết trơn rồi bạn ơi. Đó, cái này là đủ nước của nó nè bạn, rất là mạnh, kìa nó lại luôn á. Thank you.
Rồi thôi xin chào tạm biệt anh em đi. Hẹn anh em ở những clip sau nha. Anh em thấy hay thì nhớ like và ủng hộ cho mình nha. Tại vì bây giờ mình thử sóng nó quýnh, nó ập ướt mấy cái bộ điều khiển mình hết trơn nè. Như cái này nó ướt rồi nè. Cái này nó cũng đã ướt luôn rồi nè các bạn. Nên mình sẽ phải vệ sinh lại nữa. Để chỗ này nó hơi thấp bởi vì sóng nó quýnh tràn tràn vô luôn các bạn. Thì cái máy này là rất là mạnh nha. Rất mạnh, rất là ok luôn. Bây giờ mình chủ yếu làm sao mà cái dàn sạc cho chiếc vỏ lãi nó chịu nổi này nè. Chứ cái tốc độ với cái lực mạnh của nó thì khỏi nói rồi. Rồi hẹn anh em ở những clip sau nha. Hẹn anh em ở cái clip mà mình sẽ đặt xuống vỏ lãi và chạy nó thử cho anh em coi giống như cái vỏ thiệt luôn nha. Rồi chào tạm biệt anh em. Anh em thấy hay nhớ like và subscribe cho Hoàng Thanh.